Rồi, cái quan hệ điện từ trong máy biến áp thì nó có bốn cái nội dung chính. Thứ nhất là các cái phương trình cơ bản trong máy biến áp. Thứ hai là mạch điện thay thế của máy biến áp. Và thứ ba, giãn đồ năng lượng. Phần thứ tư là hiệu suất. Thì cái nội dung đầu tiên là các cái phương trình cơ bản trong máy biến áp. Thì cái này là cái sơ đồ của một cái máy biến áp à. Sơ đồ đơn giản của một máy biến áp. Thì nó gồm có hai cụm dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp. Ở giữa là cái mặt từ ha, mặt thép. Thì phía dây quấn sơ cấp mình nối với cái nguồn điện, phía dây quấn sơ cấp mình nối với nguồn điện, phía dây quấn sơ cấp mình nối nguồn điện, nó tạo thành một cái mạch điện kín, có dòng điện I1 chạy trong đây. Phía thứ cấp thì mình nối một cái tải, thì sẽ có cái dòng điện I2 chạy trong trong mạch thứ cấp, cấp nguồn cho cái tải. Rồi cái mạch từ này nó sẽ có từ thông chạy móc vòng trong đây. Thì lưu ý là cái từ thông chạy móc vòng trong máy biến áp này này, cái từ thông phi này gọi là từ thông chính. Thì từ thông chính là từ thông nó chạy móc vòng từ cuộn sơ chạy trong lõi thép và móc vòng qua cuộn thứ cấp. Thì từ thông tính chính là từ thông mà chạy trong lõi, chạy xuyên suốt trong lõi, gọi là từ thông chính. Còn ngoài ra nó có một phần từ thông nó chạy là không trong cái mạch từ mà nó chạy ra ngoài không khí. Ví dụ như cái phi một đây, phi t một và phi t hai là cái thành phần từ thông từ cái cuộn dây sinh ra và nó chạy móc vòng ra ngoài không khí này. Thì cái từ thông này gọi là từ thông tản, nó gọi là từ thông tản nha em. Tản là tản ra xung quanh đó, tản là lan tỏa ra xung quanh đó, gọi là từ thông tản. Thì từ thông tản này nó thoát ra bên ngoài và nó gọi giống như là bị tổn hao đi, nó không có tác dụng, không có tác dụng chuyển đổi năng lượng từ phía sơ qua phía thứ. Chỉ có từ thông chính phi này nó tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng ha, nó truyền năng lượng từ phía cuộn sơ cấp qua cuộn thứ cấp. Còn từ thông tản phi thì nó chạy vòng ra ngoài ha, coi như nó một cái tổn hao từ thông ra ngoài. Rồi thì đối với cái mạch điện phía sơ cấp này, cái mạch phía sơ cấp này có một cái mạch kín, thì mình có thể viết cái phương trình Kirchhoff-2 cho cái vòng kín này được, đúng không em? Hoặc cái môn ta viết mạch này, viết cái Kirchhoff-2 cho cái vòng kín này. Thì cái số 2 cho vòng kín nó gồm gì? Nguồn U1 cái nguồn U là cái nguồn điện mình cấp vào này ha. Rồi R1 I1 là điện trở trong cái vòng dây quấn phía sơ cấp á. R là điện trở dây quấn, I là dòng điện chạy trong dây quấn. Thì ngoài cái U với R nhân I á, thì nó còn có hai cái sức động là E1T và E1. Thì E1 này là cái phần sức yên động do cái từ thông phi nó móc vòng qua cuộn dây nó sinh ra. Mình biết là từ thông biết thêm đi qua vòng dây thì sinh ra sức động cảm ứng ha. Ngược lại dòng sức động cảm ứng thì nó trong cái vòng dây nó có cái dòng điện cảm ứng nó sinh ra từ thông. Thì từ thông này nó móc vòng rồi nó chạy ngược về cái cuộn dây này, thì nó sinh ra lại cái sức động cảm ứng là E1 này. E1 này là cái gọi là sức phản điện động. Nó do cái từ thông phi nó móc vòng trong cái cuộn dây nó sinh ra một cái sức phản điện động E1. Tương tự ET1 là cái sức phản điện động do cái từ thông tản này ha. Rồi thì như các bạn nào mới giơ tay ha, rồi cái Thanh Tú em cần phát biểu gì nói đi. Thanh Tú ơi, thầy thấy có giơ tay đó, có cần phát biểu gì không? Có lẽ sau khi thầy nói xong hết thì mình phát biểu luôn ha. Rồi thì cái phương trình Kirchhoff 1 và Kirchhoff 2 cho cái vòng vòng phía sơ cấp này thì tổng điện áp trong vòng kín nó bằng không. Thì tổng điện áp nó gồm có điện áp U1 là điện áp nguồn này ha, rồi I1 nhân R1 là điện sụp áp ở trên cái điện trở, R1 là điện trở dây quấn ha, rồi E1 và ET1 là cái sức gọi là sức điện động cảm ứng ở trên cái vòng dây do cái từ thông phi và từ thông tản ở trên đó. Rồi các bạn mới bị lỗi thì cứ vô ha. Thầy có quay video lại nên là nếu bạn nào theo dõi nó bị chập chọt gì đó thì mình coi lại video thì up lên sau á. Rồi thì cái phương trình phía sơ cấp, cái phương trình này gọi là phương trình cân bằng điện áp phía sơ cấp. Đó là viết Kirchhoff 2 cho cái vòng này thôi. Trong đó mình phải biết U là cái gì, E là gì, E1T là gì, R là gì, I là gì. Rồi tương tự phía thứ cấp cũng vậy. Ở đây thì nãy thầy có giải thích rồi ha. E1 là cái sức điện động do cái từ thông phi, từ thông chính ở trong trong lõi sắt nó móc vòng vào cuộn dây á. ET1 là cái từ là cái sức điện động cảm ứng do cái từ thông tản phi t
nó móc vòng vào cục dây này. Thì lưu ý là cái ET1 này nó rất nhỏ so với ET ha. Cái phi phi từ thông tản này nó rất là nhỏ so với từ thông chính, lưu ý cho em. Cái từ thông tản này nó rất nhỏ so với từ thông chính. Rồi. Thì đó là cái phương trình cân bằng điện áp phía sơ cấp. Tương tự phía thứ cấp. Phía thứ cấp mình cũng viết cái số 2 cho cái vòng phía thứ cấp à. Thì trong đó U2 đó là điện áp của tải à, điện áp ra của cái áp, điện áp ra ở ra thứ cấp. E2 và LT2 là cái sức điện động cảm ứng do cái từ thông tản ha, phi T2 là cái từ thông phi chính nó đi móc vòng vào cuộn dây thứ hai này, thứ cấp này. Và R2 là điện trở dây quấn thứ cấp nhân với dòng điện I2 là dòng điện chạy trong cái mạch này ha. Thì tương tự cái đó là cái phương trình cân bằng điện áp phía thứ cấp. Thì viết cái số 2 cho cái vòng này thôi ha. Rồi. Một cái phương trình nữa gọi là phương trình cân bằng sức tự động, hay còn gọi là phương trình cân bằng dòng điện. Thì phương trình cân bằng sức tự động là gì? Nó là cái tổng cái sức tự động ở trong cái từ thông, trong cái mặt từ ha. Thì mấy em tưởng tượng cái mặt từ này nó giống như một cái mặt điện như vậy, nó cũng là một cái vòng kín ha, cho từ trường chạy ra. Thì mặt từ nó bản chất nó cũng như một cái mặt điện ha, mình có thể xem nó tương đương một con mặt điện. Thì cái từ thông phi chạy trong cái mặt từ này, cái từ thông phi này chạy trong mặt từ chính là giống như dòng điện chạy trong mặt điện nha. Thì từ thông phi nó đó là cái từ thông nó chạy trong mặt từ, nó tương tự dòng điện chạy trong mặt điện nha. Rồi. Thì cái sức tự động là gì? Sức tự động, mấy em nghe sức điện động rồi ha. Sức điện động là cái điện áp sinh ra, điện áp cảm ứng sinh ra trên cuộn dây đó. Thì sức tự động cũng là một cái khái niệm tương tự nó trong mặt từ ha. Thì sức tự động là do cái dòng điện chạy trong cuộn dây nó sinh ra cái sức tự động ở trên cái chỗ cái dây quấn ha, ngay cái chỗ cái mặt từ, ngay chỗ dây quấn ha. Thì cái sức tự động nó tính bằng I nhân N là bằng dòng điện nhân với N này là số vòng dây quấn à. Thì sức tự động do cái cuộn dây quấn phía sơ sơ cấp nó sinh ra là bằng I1 nhân với N1. Tương tự phía thứ cấp thì sức tự động do cái dây quấn thứ cấp là I2 nhân với N2, N2 là số vòng dây quấn thứ cấp ha. Thì cái sức tự động nó sẽ tạo nên cái từ thông chạy trong cái mạch này. Từ thông chạy trong mạch là do sức tự động ở các cuộn dây này nó đẩy cái từ thông chạy ha. Thì sức tự động nó giống như sức điện động vậy ha. Sức điện động thì nó đẩy cho dòng điện chạy trong mạch điện ha. Thì sức tự động nó đẩy cho từ trường chạy trong mạch từ. Rồi, thì cái phương trình này I1 N1 là sức tự động do dây quấn sơ cấp với dòng điện I1 nó sinh ra ha. Cuộn dây quấn N1 bằng dòng điện I1 nó sinh ra cái sức tự động. Tương tự sức tự động I2 nha, N2 là do dòng điện I2 chạy qua dây quấn thứ cấp N2 vòng sinh ra. Rồi, thì tổng hai cái sức tự động này nó bằng cái N1 nhân I0. Thì N1 là số vòng dây quấn của cuộn sơ ha. I0, I0 này là dòng điện lúc không tải ha. Dòng điện không tải này là dòng điện khi mà phía thứ cấp mình hở mạch ra, cấp mình đừng có gắn tải vô hết ha. Thì phía sơ cấp mình cấp dòng điện vô thì dòng điện này gọi là dòng điện I0 lúc không tải. Thì cái phương trình này nó thể hiện cái gì? Cái dòng điện cái sức tự động trên cái dây quấn sơ cấp và thứ cấp ha, lúc mà có tải thì nó cân bằng với cái sức tự động lúc mà cái mạch từ chạy không tải, có nghĩa là không có gắn tải thế này. Thì các cái phương trình này ha mình sẽ bực biến đổi phức hóa rồi mấy em biến đổi tương đương ha. Thì cái video hôm trước mà thầy đưa lên trên Classroom á thì nó có giải thích cái quá trình biến đổi rồi ha. Quá trình biến đổi thì chủ yếu là các cái phép toán ha, biến đổi tương đương cái phương trình thôi. Chia hai vế với cùng phần tử hoặc là chuyển vế đổi dấu đó nè, thì nói chung là nó biến đổi tương đương rồi. Thì khi biến đổi tương đương ba cái phương trình hồi nãy thì cái phương trình đầu tiên phương trình cân bằng sức động, phương trình cân bằng điện áp với sơ cấp thì mình biến đổi tương đương nó ra cái phương trình này U1 nó bằng trừ E1 cộng cho I1 nhân Z1. Z này là gọi là U là cái điện áp cấp nguồn vào này, E1 là cái sức động cảm ứng trên dây quấn sơ cấp ha. I1 là dòng điện trên dây quấn. Z1 này là cái trở kháng của cái cuộn dây nha. Vừa có điện trở vừa có cảm kháng ha. Z này là vừa R vừa X. Rồi, tương tự mình biến đổi tương đương cái phương trình cân bằng điện áp phía thứ cấp á thì nó ra cái phương trình này.
U2 phẩy bằng E2 phẩy trừ E2 phẩy nhân Z2. Z2 này là cái trở kháng hoặc của cái cụ dây quấn phía thứ cấp đó. Rồi, cái phương trình cân bằng dòng điện thì nó là I1 nó bằng I0 cộng cho trừ I2 phẩy. I1 là dòng điện phía sơ cấp. I0 này gọi là dòng từ hóa từ hay còn gọi là dòng điện lúc không tải ha. Dòng điện không tải của biến áp. Cộng cho trừ I2 phẩy là dòng điện phía thứ cấp. Thì cái phương trình này là cái kết quả cuối cùng. Và mấy em lưu ý mình nếu cái quá trình biến đổi ở trên mình không nhớ thì mình chỉ cần nhớ ba cái phương trình này ha. Đây là các cái phương trình cơ bản trong máy biến áp. Quý nha. Mình có thể ghi chú lại cũng được ha. Cái này mình đóng khung lại. Cái này là cái phương trình cơ bản. Cái hệ phương trình cơ bản ở trong máy biến áp. Nó gồm có ba phương trình ha. Một phương trình là cân bằng điện áp phía sơ cấp U1 này, E1, I1 ha, phía sơ cấp. Phương trình cân bằng điện áp phía thứ cấp là U2 phẩy, E2 phẩy, I2 phẩy, Z2 phẩy ha. Nè, các cái dấu phẩy này là sao? Thì lưu ý khi mà có dấu phẩy này có nghĩa là nó đã được quy đổi về phía thứ từ phía thứ cấp nó được quy về phía sơ cấp. U2 phẩy là điện áp phía điện áp tải phía thứ cấp được quy về phía sơ cấp. Quy về phía thứ cấp xong qua cái tỷ số biến áp ha. Thì U2 phẩy nó sẽ bằng K nhân cho U2 được quy đổi ha. Tương tự E2 phẩy như vậy ha, K nhân E2 nó quy đổi về phía phía sơ cấp. Rồi thì cái hệ phương trình thứ cái phương trình thứ hai là phương trình cân bằng điện áp thứ cấp và cái phương trình cân bằng dòng điện I1 bằng I0 cộng cho trừ I2 phẩy. Thì ba cái phương trình này là ba cái phương trình cơ bản ở trong cái máy biến áp. Thì nếu mình không nhớ không hiểu cái quá trình biến đổi á, cái biến đổi thì ở trong video thầy không có giới thiệu lại, nó mất thời gian á. Thì quá trình biến đổi tương đương cái các cái phương trình thôi thì cuối cùng nó sẽ rút ra được ba cái biểu thức này. Thì đây là ba cái phương trình cơ bản ở trong máy biến áp, nên lưu ý nhé. Mình có thể ghi lại cái ba cái phương trình này ha. Thì chỉ cần nhớ ba phương trình này thôi, ba phương trình cơ bản. Thì mục đích người ta biến đổi ra ba phương trình để làm gì? Thì cái phần thứ hai của mình là liên quan đó là mạch điện thay thế của máy biến áp. Mình đã qua phần 2 nha mấy em. Phần 1 là chốt lại ở đây nha. Ba cái phương trình cơ bản. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì không nè? Đầu tiên là coi các bạn nào có thắc mắc gì về cái nội dung nãy giờ không nè? Ra nếu mấy em coi kỹ cái video rồi thì thầy nghĩ chắc cũng không có thắc mắc gì đâu. Còn nếu mà coi nhiều lần quá mà không hiểu thì có thể mình nhớ ba phương trình này không? Nhớ thuộc ba phương trình nè, ba phương trình tương đương cơ bản của cái máy biến áp. Rồi bây giờ mình qua cái phần thứ hai gọi là mạch điện thay thế. Thì từ ba cái phương trình này, ba phương trình cơ bản này hả, người ta xây dựng cái mạch điện tương đương của máy biến áp. Mục đích ra ba phương trình này để người ta quy đổi cái mạch điện cái máy biến áp về cái mạch điện tương đương thôi, giống gì hết. Thì cái phương trình thứ nhất, cái mạch vòng thứ nhất này, cái vòng cái shop 2 này quy đổi ra cái phương trình cân bằng điện áp phía sơ cấp đây, U1 trừ E1 cộng I1 Z1 thì người ta quy đổi về một cái mạch điện là cái phía cái mạch này là cái mạch tương đương của máy biến áp anh em. Cái mạch này mạch tương đương này, cái sơ đồ tương đương với áp. Rồi thì cái phía sơ cấp á, thì nó tương đương cái phần mạch này này, tương đương cái phần mạch vòng này ha. Thầy có chỉ cái con chuột là dê đi ha. Đó, cái này là cái phần tương đương qua cái E1 trừ E1 này chính là cái biểu thức chỗ này ha. Trừ E1 là điện áp từ trên đây xuống đây này, từ trên này xuống đây. R1 X1 là chính là cái Z1 em ơi. Z1 nó chính là R1 X1 á. Z thì nó gồm có R và X trong đó ha. Vừa điện trở vừa cảm kháng. Thì U1 đây, điện áp U1 là điện áp nguồn vào ha. Thì cái mạch vòng này chính là tương đương của cái phía sơ cấp bên này ha. Phía sơ cấp bên này quy về phương trình này, phương trình này tương đương một cái mạch điện này ha. Cái phần mạch điện này R1 X1 U1 đây, E1 đây. Nó là cái mặt vòng ha. Rồi. Tương tự phía thứ cấp. Cái mặt vòng phía thứ cấp cái cuộn dây quấn thứ cấp ha. Mặt vòng này thì nó tương đương cái phương trình U2 phẩy bằng E2 phẩy trừ Y2 phẩy nhân Z2. Thì người ta quy đổi nó tương đương ra cái mặt vòng bên này trong cái mặt điện tương đương ha.
thì ơ hai phẩy là điện áp. Điện áp chỗ này ha, cái sức động cảm ứng chỗ này nè, R 2 phẩy, X 2 phẩy là cái này ha, là tương đương với Z 2 phẩy rồi. U 2 phẩy là điện áp xung áp ở trên cái phần tử tải, phải là xung áp trên tải, thì đó nó cách người ta quy đổi tương đương ha. Rồi tương tự cái phương trình dòng điện thì cái mạch từ á, hồi nãy mình có cái phương trình cân bằng sức tự động á, của cái mạch từ á, thì người ta quy đổi ra cái phương trình cân bằng dòng điện đây, thì nó tương đương với khít số 1 cho cái nút trong cái mạch mạch điện này ha. I1 đây, I1 chạy tới cái nút này, I1 bằng gì, I0 cộng cho trừ I2 này ha. Dòng đi vào này bằng tổng hai dòng đi ra, thấy không? Hoặc là tổng dòng điện tạo nút bất kỳ bằng không cũng được, ta chuyển vế rồi ha. Đây, dòng I1 đi vào, hai dòng này đi ra, thì cái phương trình cân bằng sức tự động nó quy đổi thành cái phương trình gọi là cân bằng dòng điện ha. Thì nó tương ứng với cái định luật khít số 1 cho cái nút tại cái mạch điện này. Thì ba cái phương trình đó, từ ba cái phương trình đó người ta mới xây dựng được cái mạch điện tương đương này nha em. Dạ, thì từ cái máy biến áp, em nhìn nè, cái máy biến áp này nó là một cái hệ thống vừa có mạch điện này, mạch điện là phía U1 là một cái mạch điện kín ha, ở giữa là một cái mạch từ, rồi phía ngõ ra nó lại là một cái mạch điện U2 phải Z2, thì người ta quy đổi nó thành một cái mạch điện duy nhất em ta. Một cái hệ bên này nó gồm có ba cái mạch riêng ha, một cái mạch điện kín riêng này, một cái mạch từ, rồi bên này một cái mạch điện nữa, có nghĩa là ba cái mạch nó liên kết với nhau, ba cái mạch này nó quấn chung với nhau nhưng mà nó cách biệt ha, nó cách điện, nó riêng lẻ với nhau, nhưng mà về đây người ta quy về một cái mạch điện duy nhất và dòng điện nó chạy liên tục giữa các cái nhánh này, thì người ta quy đổi này gọi là quy đổi tương đương cái máy biến áp về một cái mạch điện tương đương. Thì cái mạch điện này là cái sơ đồ chính xác cho cái máy biến áp tương đối thôi nha, sơ đồ gọi là tương đối chính xác ha, quy đổi tương đương, quy đổi tương đương từ một cái hệ vừa mạch điện vừa mạch từ, bên trái này là một hệ vừa mạch điện vừa từ ha. Người ta quy đổi về một cái mạch điện duy nhất thì gọi là cái sơ đồ mạch điện thay thế của máy biến áp. Thì tại sao người ta phải quy đổi như đó? Tại sao không để im cái máy biến áp mà phải quy đổi ra cái mạch như này? Thì nếu mà để nguyên một cái máy biến áp như này á, thì nó vừa mạch điện vừa mạch từ, mình không thể nào phân tích nó được ha. Các cái thông số của nó mình không thể nào phân tích được. Người ta quy vào cái mạch điện mà mình sẽ tính toán phân tích được nó dễ dàng hơn. Nha. Nó quy về giống như là quy về chung một cái hệ quy chiếu vậy. Thì nó giúp đơn giản hóa cho việc tính toán các cái vấn đề phức tạp. Rồi thì đó là cái quá trình quy đổi tương đương. Các bạn nào thắc mắc gì về cái nãy giờ cái phần thầy nói không? Nếu có thắc mắc thì hỏi em. Thì mình cần nhớ cái này nha em, cái mặt này. Thì thầy giải thích thêm tí kìa. Rồi thì cái phía sơ cấp đây ha, phía sơ cấp là cái mạch vòng sơ cấp á, thì nó quy về mạch điện tương đương, nó tương đương với cái R1 X1 này nè, cái nguồn U1 cấp vào là R1 X1, cái cuộn dây phía phía sơ thì mình quy làm R1 X1, cái cuộn dây phía thứ thì mình quy thành R2 phẩy X2 phẩy, và cái mạch từ thì nó quy đổi thành cái điện trở của cái nhánh giữa này, cái nhánh giữa này là cái mạch từ ha, RMXM. Nhiều khi người ta sẽ ký hiệu nó là R0 X0 nha em. Nhiều khi nó ghi là R0 X0 cũng được ha, giống nhau ha. RMXM hoặc là R0 X0 đều được. Thì nó là một. Rồi. Thì đó là cái quá trình quy đổi tương đương. Thì cái mạch tương đương máy biến áp này thì mình lưu ý là mình thuộc luôn giùm thầy. Cái sơ đồ này mình sẽ còn gặp lại nó ở cái các cái loại máy điện tiếp theo ha. Lưu ý, đây là sơ đồ tương đương của máy biến áp. Các loại máy điện tiếp theo thì nó sẽ có cái sơ đồ tương tự ha, cái máy điện không đồng bộ ha. Sơ đồ nó tương tự như này, nó hơi khác tí, nhưng mà nó cũng gồm có cấu trúc ha, R1 X1 là phía sơ cấp này, R2 phẩy X2 phẩy là phía thứ cấp, và RM XM là nhánh mạch từ. Mạch từ ha, là cái loại sắt, cái loại sắt nó quy đổi về mạch điện thì nó ra RM XM.
Còn cuộn dây thứ sơ cấp thì nó ra R1X1, à, cuộn dây thứ cấp thì nó ra R2,X2, và tải thì nó ra cái ZT phẩy đây ha. Thì đây là cái mặt quy đổi tương đương. Và lưu ý giùm thầy, à, cái này là cái cần phải thuộc lòng, ha. Nhớ chính xác cái sơ đồ này đúng không? Phải bắt buộc phải nhớ nha em. Sơ đồ rồi bắt buộc phải nhớ. Lưu ý giùm thầy. Thì nãy giờ thầy có rút ra hai cái cần quan trọng cần nhớ. Thứ nhất là ba cái phương trình ha. Cái hệ ba cái phương trình cơ bản. Thứ hai là cái mặt quy đổi tương đương này. Đó là hai cái mình bắt buộc phải nhớ. Phải thuộc ha. Nha, các bạn đang thắc mắc chỗ này không? Người ta quy đổi tương đương ha, từ ba cái phương trình đó nó quy đổi ra cái mặt mặt điện tương đương. Nếu có thắc mắc gì thì có thể bật cái mic lên rồi nói cho em. Hoặc bấm nó giơ tay lên cũng được, thầy biết thầy người. Rồi, đây là cái mặt tương đương đó. Thì cái mặt tương đương này R1x1 gọi là điện trở và cảm kháng của sơ cấp. R2,X2 là điện trở và cảm kháng của thứ cấp quy đổi về phía sơ cấp. Lưu ý nó có dấu phẩy ha, là người ta đã quy đổi về cùng cấp điện áp với phía phía sơ cấp rồi ha. Rồi, RMXM là điện trở và cảm kháng quy đổi tương đương của mạch từ. Đây, RMXM. Hay còn có khi nó sẽ ghi là R0X0 ha. Nhiều khi người ta lại ghi là RTXT, à, RTH, XTH. Thì TH là nó viết tắt của chữ thép, loại thép. Nó có nhiều ký hiệu khác nhau. Nhưng mình nhớ cái nhánh là nằm nằm ngang ở giữa này là nhánh mạch từ ha. Nhánh đầu này vào là nhánh phía sơ cấp. Nhánh đầu ra này là phía thứ cấp. Nhớ ba cái nhánh. Nhìn cái mặt nó cũng đơn giản và dễ nhớ đúng không em? Cố gắng nhớ thuộc. Rồi cái chiều của các cái dòng điện chạy trên các nhánh này ha. I1 này, I0 này, trừ I2 phẩy nè, chạy như nào. Rồi. À, chú ý thêm một cái nữa. R1 nó giá trị nó gần bằng R2 phẩy. Ví dụ ở đây R1 nó bằng 1 ohm thì R2 phẩy nó cũng khoảng 1 ohm, đúng không? Nó gần gần bằng nhau. Và nó nhỏ hơn nhiều so với RM, nhỏ hơn rất nhiều ha. Cái dấu mũi tên mà nhỏ, hai cái dấu mũi tên nhỏ liền nhau vậy gọi là nhỏ hơn rất nhiều. Còn cả 10 phút nữa thôi. Thì hết thời gian thì thầy online trở lại thì em cho là rồi. Thì RM là trở kháng điện trở tương đương của cái mặt từ á. Thì RM này nó lớn hơn nhiều lần so với R1 và R2 phẩy nha em. Thì lớn hơn nhiều lần là hơn bao nhiêu lần? Thì thường nó khoảng hơn cả vài chục lần tới cả trăm lần á. Ví dụ R1, R2 phẩy nó khoảng 1 ohm thì RM nó khoảng tầm vài chục cho tới cả trăm ohm đó. Vài chục tới vài trăm ohm, nó lớn hơn nhiều quá. Rồi tương tự X1 và X2 phẩy, X1 và X2 phẩy là cảm kháng của cái mạch từ á, gọi là điện cảm ha, cảm kháng của cái mạch điện sơ cấp và thứ cấp chứ thầy nói nha. Cảm kháng ha, R1 X1 và X2 phẩy này là cảm kháng. Thì tương tự cái mạch từ nó cũng có cái XM, cái cảm kháng quy đổi tương đương của mạch từ á. Thì XM này nó lớn hơn nhiều so với X1 và X2 phẩy. X1, X2 phẩy nó cũng gần bằng nhau ha. Ví dụ cái này là 10 ohm thì cái này cũng khoảng 10 ohm. Đấy nha. À lưu ý là R thì nó sẽ nhỏ hơn so với X nha em. Thường thì X nó sẽ lớn hơn R nhiều lần ha. Dù X1, R1 ohm thì X có thể tới 10 ohm nữa ha. Cái cảm kháng cuộn dây nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái điện trở cuộn dây. Rồi, thì cái slide này thì mấy em lưu ý lại nha. Rồi slide này là cái cần lưu ý này. Cái mạch tương đương rồi một số cái ghi chú cần nhớ ha. Rồi mình đã thắc mắc gì chỗ này nữa không? Rồi nếu không thắc mắc gì thì để tiếp tục ha. Tiếp theo là cái phần giảng đồ năng lượng. Thì cái giảng đồ năng lượng này nó cũng hơi dài ha. Có thể là cái phần giảng đồ năng lượng thì có thể mình vừa sau mình sẽ đi kỹ hơn, thầy nói sơ thôi, nói sơ ở bài này thầy nói sơ thôi. Thì giảng đồ năng lượng là cái sơ đồ như thế này, này nên gọi là giảng đồ năng lượng ha. Thì giảng đồ là gì? Giảng đồ là một cái sơ đồ đơn giản, giảng là đơn giản á, đồ là cái sơ đồ á. Thì giảng đồ là một cái sơ đồ đơn giản, năng lượng
là nó thể hiện cái dòng năng lượng chạy trong cái máy. Thì giảm độ năng lượng nó thể hiện cái dòng năng lượng chạy trong cái máy biến áp này. Thì máy biến áp mình á, năng lượng nó chạy như thế nào? Đầu vào mình sẽ cấp điện vào đúng không em? Mình cấp nguồn vào cuộn dây quăng sơ cấp. Thì cuối cùng mình lấy điện ra ở cuộn thứ cấp, cấp cho cái tải đúng không? Đầu này là đầu vào đây, bên trái là đầu vào ha. Và bên phải là đầu ra. Thì cái giảm độ năng lượng nó sẽ thể hiện cái dòng năng lượng chạy trong cái máy ha, từ bên đầu bên trái qua bên phải. Nhiều khi người ta vẽ xoay ngược ha, từ trên xuống dưới cũng được, tùy nha. Thì trái phải hoặc là vẽ từ trên xuống dưới cũng được. Nhưng mà đừng có vẽ ngược lại là từ phải qua trái hoặc là từ dưới lên trên thì nó sẽ bị ngược ha. Thường thì người ta cái xu hướng mình là đi từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Rồi. Thì đầu vào bên trái đây ha, là công suất đầu vào là B1 và Q1. Công suất điện đầu vào ha. Sau đó trên đường đi á, năng lượng truyền trong cái máy thì nó sẽ bị tổn hao, chú ý không em? Nó có những cái tổn hao ha. Thì các tổn hao này nó đánh ký hiệu là delta B, delta B. Có cái chữ delta ở trước ha. Thì delta B CO1 là tổn hao đồng một ha, delta gì đó ha, là tổn hao gì, delta Fe là tổn hao sắt này ha. Nó có nhiều tổn hao trong quá trình. Rồi thì đây mình sẽ đi kỹ sau ha. Thầy nói sơ bộ trước đây. Cái phần mà đi sâu vào cái giảm độ năng lượng thầy sẽ nói kỹ ở cái bài sau. Lát nữa thầy sẽ dành cái phần để đặt câu hỏi trả lời nha. Bạn nào có hỏi thắc mắc gì đó thì thầy sẽ trả lời. Còn cái nội dung về giảm độ năng lượng thầy sẽ đi kỹ vào bữa sau, thầy chỉ nói sơ bộ còn bữa nay là sơ bộ thôi. Thì cái dòng năng lượng đi từ đầu vào ha, là B1 Q1 nó sẽ bị thất thoát trong quá trình trên cái quá trình nó đi tới đầu ra. Đầu ra này sẽ cấp cho cái tải. Thì quá trình thất thoát nó ra các cái delta B này, các cái tổn hao. Rồi, ở giữa này cái B giữa này gọi là B điện từ. B điện từ, BDT là B điện từ đó, công suất điện từ. Thì công suất điện từ là cái phần năng lượng nó truyền thông qua cái loại thép á. Cái phần mà từ thông chạy trong loại thép á, thì gọi là B điện từ. Thì cái phần từ thông mà nó truyền được ra tới cái cụ thứ cấp thì nó gọi là B điện từ. Cái phần từ thông mà truyền được tới phía thứ cấp luôn mới gọi là B điện từ nha. Thì đó gọi là cái giảm độ năng lượng. Thì mình sẽ đi kỹ vào cái bữa sau mình sẽ đi kỹ hơn ha. Bữa nay thầy sẽ tạm thời thầy sẽ ngừng cái nội dung lý thuyết ở đây. Thì tiếp theo thì thầy sẽ dành thời gian để trả lời thắc mắc các em ha. Nếu mình có thắc mắc gì liên quan tới cái bài học ngày hôm nay thì có thể đặt câu hỏi. Các bạn nào thắc mắc gì không? Bữa nay mình đi hai Dạ buổi không không? thầy ơi. Dạ không thầy Rồi, ơi. các bạn nào có thắc mắc thì cứ giơ tay đặt câu hỏi nha. Không có thắc mắc gì hết hả? Dễ hiểu quá Dạ đúng không? không Nói thầy. chung Thầy nha. giảng bài dễ hiểu quá thầy ơi. Nghe gì mà tiếng gà gáy tôi gì lung tung vậy. Rồi, thì thực sự thì cái thầy không muốn đặt nặng quá cái lý thuyết quá nhiều. Các cái vấn đề cần nhớ thầy đã nói rõ rồi ha. Thứ nhất là nội dung ngày hôm nay mình cần nhớ thì đơn giản là gì? Ba cái phương trình cơ bản trong máy biến áp. Rồi. Nhớ phải viết được ra ba cái phương trình đó nha. Nhớ thuộc lòng giùm thầy. Thứ hai là cái mạch điện thay thế, phải vẽ được cái sơ đồ mạch điện thay thế máy biến áp. Chỉ cần nhớ hai đó thôi. Còn cái quá trình biến đổi tương đương mạch á thì mình nhớ được thì tốt, còn không nhớ được cũng không sao, mình chỉ cần hiểu thôi. Hiểu được là ba cái phương trình đó nó từ đâu ra. Nãy giờ thầy có nói rồi hả? Cái phương trình thứ nhất trong cái hệ đó là cái phương trình từ cái kích xuất hai cho cái vòng phía sơ cấp này. Cái phương trình thứ hai là cái phương trình dành cho cái kích xuất hai cho cái vòng thứ cấp, người ta biến đổi tương đương ha. Và cái phương trình thứ ba là cái phương trình cân bằng sức tự động ở trong cái mạch từ này, ba phương trình đó thôi. Và từ ba cái phương trình người ta rút ra được đấy thì mình quy đổi tương đương ra được cái mạch của máy biến áp này, vậy thôi. Chỉ cần mình hiểu cái sơ bộ là vậy là được, còn cách biến đổi như nào, tương đương như nào thì cái đó không cần thiết phải nhớ. Mình hiểu cách người ta biến đổi vậy thôi, còn không cần phải nhớ đâu. Nhớ giùm thầy cái sơ đồ và ba cái phương trình đó. Hai cái đó là hai cái cần nhớ. Nhớ cái sơ đồ phải biết trên sơ đồ này R này một là gì, X1 là gì nữa, các cái dòng chạy trong đó là cái gì nha, phải hiểu nó là cái gì trong đó, chứ không phải nhớ cái hình con mà không biết nó là gì thì không được. Đúng. Thì đó là cái nội dung chính ngày hôm nay. Còn cái phần giảng đồ thì thầy không không có đặt này hôm nay qua bữa sau mình sẽ tiếp thôi. Cảm ơn ạ.
Dạ thầy ơi, mấy cái này á thì trong video trước cũng có ký hiệu đúng không thầy, Rồi, tại em đúng vừa rồi. xong. Cái video hôm trước mà thầy đưa link lên á thì là một cái bài giảng của một thầy trong nhóm máy điện. Thì nói chung là các thầy thì chia sẻ nhau thôi, mỗi người sẽ soạn một phần để up lên cho các lớp cùng tham khảo. Còn mỗi lớp sẽ lên lớp thì giáo viên sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Nói chung là tạo cái tài liệu mình học vài lần nó nhớ. Chứ còn nếu mà mình chỉ có online một buổi duy nhất lên lớp, online thầy nói một lần nhiều khi mình sẽ không nhớ được á. Rồi thầy sẽ quay video lại, thầy up lại cái video bài giảng hôm nay nữa. Thì các em lên đó là thì đợi lại à, nếu mình tỏ chỗ nào. Rồi, thì nếu hết thời gian thì chắc thầy điểm danh trước đi. Rồi hết thời gian rồi, nếu bạn nào cần có câu hỏi thì vào câu hỏi thì vào hỏi ha. Còn không thì mình có thể nghỉ cũng được. Ngày mai thì lớp mình được nghỉ tại vì mai giỗ tổ mình sẽ không có phải học ngày mai. Vẫn học Dạ được mà thầy. Rồi bây giờ để thầy điểm danh cá nhân. Đang điểm danh hay gì vậy thầy? Rồi đang điểm danh chờ xíu. Thầy chụp lại cái danh sách đang có. Thầy điểm danh xong rồi. Bây giờ nếu mà bạn nào có thắc mắc gì á thì thầy tạo cái Zoom mới. Các bạn vô. Còn không thì mình có thể nghỉ ha. Ai thắc mắc gì thì thầy tạo cái Zoom mới mình vô mình hỏi. Còn không thắc mắc gì thì có thể nghỉ. Điểm danh xong rồi thầy. Xong rồi, điểm danh xong rồi. Mấy em có thể ao ha. Bye bye thầy. Thằng nào muốn hỏi đây?